Xin chào, lại là mình, là đây, mình là Tuấn Tiger 86. Nay mình sẽ giới thiệu về một bộ phim nói về một anh béo rất thích mê đánh bài và cờ bạc. Anh béo đi lang thang trên đường mà trong túi lại không có tiền, đi bộ ngang qua thấy đoàn làm phim và thế là anh đã nảy ra ý định ăn cắp mấy bộ đồ làm phim để giả dạng là ma để đón taxi. Anh béo chặn xe taxi lại và lên xe. Anh tài xế taxi hỏi anh béo đi đâu. Anh béo giả dạng giọng nói của một con ma nói chuyện với anh tài xế taxi. Lúc này anh tài xế taxi chưa phát hiện ra, anh tài xế taxi đã cho xe chạy và trên đường đi anh tài xế taxi đã nghi ngờ và nhìn anh béo trong kiếm hậu. Lúc này anh béo quấy người xuống lấy bột trắng rát hết vào mặt và đeo thêm một lưỡi dài nữa. Qua một đoạn đường anh tài xế taxi đã nhìn ra kiến sau, thấy anh béo mặt sau trắng sát và cái lưỡi tự động dài ra, thấy thế tim gan anh tài xế đã đập loạn xạ và người của anh tài xế taxi đã rung lên. Anh tài xế taxi nghĩ mình đã gặp ma rồi, thấy thế anh béo còn để xe trượt để và ngồi trên đó cho cơ thể mình chạy qua chạy lại làm cho cơ thể anh tài xế taxi thoát mồ hôi luôn. Anh béo nhìn lên trước thấy có cảnh sát chặn đường trên đằng trước, anh béo liền kêu anh tài xế taxi dừng lại cho mình xuống đây, rồi anh béo móc ra tiền mã đưa cho anh tài xế taxi. Anh tài xế taxi cầm tiền mã mà tay anh tài xế taxi rung rung, sau đó anh tài xế taxi khói tiền cho anh béo nói chưa đủ đòi thêm anh tài xế taxi và xuống xe. Anh cảnh sát thấy xe taxi tiếng lại. Hai anh cảnh sát tiến tới xe taxi và hỏi anh tài xế taxi có chuyện gì. Anh tài xế taxi nói phía sau có ma kìa. Anh cảnh sát gọi đèn pin ra sau thấy anh béo bỏ chạy. Hai anh cảnh sát thấy anh béo bỏ chạy, anh cảnh sát nói đứng lại đừng có chạy nha, nhưng anh béo vẫn chạy. Anh hai cảnh sát đã đuổi theo sau anh béo. Anh béo chấm đầu chạy một mạch vào rừng vì trong rừng tối quá, anh béo đã dắp phải cành cây té xuống vũng sình, thấy thế anh béo đã lăng vào vũng bùn trốn để hai anh cảnh sát không thấy anh béo. Hai anh cảnh sát lấy đèn pin gọi nhưng vẫn không thấy anh béo đâu vì anh béo đã nắm dưới vũng bùn che lại, thế là hai anh cảnh sát bỏ đi nơi khác. Liền thấy hai anh cảnh sát bỏ đi, anh béo đã đứng vậy. Nhưng không ngờ hai anh cảnh sát lại quay lại lấy đèn pin vào mặt anh béo và nói tao đã bắt được mày. Anh béo nói tao là ma đây. Hai anh cảnh sát nói tao không sợ và anh béo nói tao là ma nè, không sợ a hát. Có một anh cảnh sát nói nếu là ma móc súng ra bắn liền. Hai anh cảnh sát móc súng ra, ai ngờ nhìn thẳng lên cây thấy có một con ma đang bay lơ lửng trên đó, rồi bị ma dọa bỏ chạy, bỏ luôn cây đèn pin chạy. Hai anh cảnh sát nói ma kìa và nói chạy đi liền. Hai anh cảnh sát bỏ chạy mà anh béo quay qua rồi bị té ngã xuống trước mộ của ông nội mình. Anh béo nhìn lên mộ ông nội và nói thì ra ông tổ của nghề vua bịp ở đây a hát. Ông nhìn tôi là ai, tôi là cháu nội ba đời của ông nè, ông thì chết rồi tôi mới khổ nè, không có tiền bị người ta rượt đuổi. Ông đó đó nha, không biết kiếp trước ông làm gì thất đức nên đẻ tôi ra khổ dữ vậy, người ta đẻ ra còn được ông nội để lại tài sản các xù xài không hết. Ông đó chắc kiếp trước ông làm ác dữ lắm nên kiếp này của tôi phải khổ sở thế này, bị công sát đuổi vào rừng trốn luôn. Ông thấy Lâm Gia Thành không được ăn sung mặc sướng, đi xe đẹp xe sang. Số người ta thì tốt còn số tôi thì đen như mõm chó, rồi lấy chân đá vào bia ông nội. Bỗng nhiên trên trời sấm sét quá trời, anh béo lại chửi ông còn kêu ông trời kêu thiên lôi đánh chết tôi a hát. Rồi trên trời dùng sấm sét đánh vào người anh béo, anh béo liền bỏ chạy và nói thôi thôi đừng đánh tôi nữa, tôi sợ rồi không dám chửi nữa đâu ba ơi cứa con. Anh béo đã về tới nhà, vừa bước vào nhà cha anh béo hỏi khách sạn mới có làm được không, kiếm đồng tiền không dễ đâu, mày phải cố gắng làm, hồi chiều tao mới nấu tô canh để tao lấy cho mày uống cho khỏe. Cha anh béo lấy tô canh ra đưa cho anh béo, cha anh béo nói tao mới nấu còn nóng đó uống đi, anh béo nói tôi không uống đâu, rồi lấy tay hất mạnh tô canh bay thẳng vào bìa vị của ông nội.
Ông nội bị tô canh tạc vào bìa vị đã bay ra khỏi bìa vị. Sau đó cha anh béo đã tát một cái vào đầu anh béo và cha anh béo nói: mày giận dữ với ai vậy? Anh béo nói: ông chỉ biết đánh tôi hoài. Cha anh béo lấy chổi đánh anh béo. Ông nội dùng tay đánh vào bụng cha của anh béo văng ra xa. Thấy anh béo cứ nghĩ là mình có đặc vị công năng chứ không biết ông nội đã giúp mình. Rồi cha của anh béo cứ cầm chổi chạy vào người anh béo. Thấy vậy ông nội đá vào chân của cha anh béo. Cha anh béo té vào người anh béo. Cha anh béo nói: đánh cho mày chết nè, đánh cho mày chết nè. Thấy hai cha con anh béo đánh với nhau hăng say quá, ông nội đành phải chui vào giữa hai người để tách hai người ra, không cho cha con anh béo đánh với nhau nữa, và đã hiện nguyên hình là anh béo sợ khói. Anh béo thấy ông nội xuất hiện miệng không nói ra lời và chạy nói mama. Thấy ông nội xuất hiện, cha của anh béo chạy lại và quỳ xuống chân ông nội và kêu lên ba ba hả. Ông nội chỉ thẳng vào mặt cha của anh béo và nói: mày là thằng khống kiếp. Cha của anh béo nhìn qua anh béo và chửi anh béo: mày là thằng khốn nạn. Sau thấy ông nội mà không quỳ hả, còn ở bên đó làm gì? Qua đây quỳ xuống. Ông nội quay qua anh béo chỉ tay vào anh béo và chửi: mày là thằng chó đẻ, dám dùng nước miếng nhổ vào bia mộ tay rồi dùng chân đá vào mồ mã tao để tao bay ra đây luôn. Cha anh béo nói với ông nội: con không muốn nó giống ông nội hư thôi. Ông nội nói: ngày xưa tao không cướp bóc của ai, tao chỉ làm từ thiện và lấy tờ báo ra nói. Mày thấy tao làm từ thiện họ đăng báo luôn.